Chào anh em, thì bữa nay mình quay cái con Cray 50 phân khối nha, đời 1999. À, xe này thì được nhập từ Nhật về. Đó, anh em sưu tầm thì chơi đi cà phê hay là đi đi chợ thì ok ha. Cái cốp sau rất là rộng nha. Đó, đèn đuốc xi nhan gì ok hết, máy móc thì im ru, chạy ngon lành, xe còn rất là khá đẹp. Anh em mà sưu tầm thì cứ alo. Con này anh em đi thì ít hao xăng lắm nên khỏi phải lo. Nó giống y Tay Ga Spacey đồ, ủa Tay Ga cái gì Web 3 đồ ha, nói chung là chạy giống y Tay Ga vậy. Khi mình đời mình bóp cái thắng, cái bóp thắng trái ha, thì đời chạy y Tay Ga mà 100 cây số thì chỉ tầm khoảng 1 lít 3 đời 98 nè ha. Xe thì xe này á là sơn ha, sơn nguyên con nha. Đó, toàn bộ là đồ rin hết, mũ đồ là rin hết, sơn lại nguyên con, còn tất cả là giữ nguyên hết, sơn cho đẹp chứ không gì hết á, để cho dễ nhìn dễ coi bắt mắt thôi. Anh em có sưu tầm thì cứ alo. Mua về đi chợ hay đi cà phê vòng vòng thì được. Có mấy đứa nhỏ nhỏ đi học cũng ok ha. Học sinh sinh viên nhỏ nhỏ rồi đi vòng vòng được. Giá thì nó là 24 nha. Giá 24. Anh em ở gần thì giá sẽ thấp hơn. Gần chạy lên lấy luôn á, chạy lên lấy thì giá rất là rẻ. Thấp hơn xíu, thấp hơn khoảng 2 triệu á, ngay mở gần. Do chi phí vận chuyển thì nó sẽ giá cao hơn tí xíu ha. Ngay mở gần, ví dụ ở thành phố thì nó thấp hơn khoảng 1 triệu. Còn chạy lên lấy thì rẻ hơn 1 triệu nữa, vậy đó. Ha, ngay mà cứ alo. Máy móc con này thì anh em khỏi phải lo, xăng đỡ hao. Chạy thì khoảng được tầm khoảng được 60 cây số, nhưng mà quá 50 nó báo đèn, à báo đèn cảnh báo cho mình. Đây mình mở cái cốp cho anh coi nè, này đẩy 2-3 nón bảo hiểm bình thường, nó bự chà bá luôn. Đó, rất rộng. Mua này để đồ thoải mái luôn. Đó, cái cốp bự vô bỏ nha, cốp bự bỏ vô 2-3 cái. Khóa xăng. Xăng nó có cái rồi, khóa xăng này. Đó, xăng đẹp hay không? Trong thời buổi kinh tế khó khăn hay là giá xăng tăng đó, thì mình mua xe này đi ok luôn. Sau đây là một số hình ảnh về chiếc xe Career 50 đời 1999. Sơn màu cam. Đó. Mẫu thì nguyên khối nha. Nhưng mà sơn cho nó thích màu gì thì bật lên sơn màu đó đẹp hơn. Máy móc thì nguyên rin tất cả tật từ A đến Z luôn, từ đầu đến đít, không lai ha, có dàn lông quệt lại sơn lại thôi. Đó, anh em chơi thì sưu tầm về thích kiểu gì đó thì cứ thay áo cho em. Đó vậy ha. Này là mũ trắng là giữ nguyên nè. Đó, kiểu dáng phong cách thì ok, đi phà hết, ít hao xăng, đỡ tốn nhiên liệu, không cần bằng lái luôn.
chạy giọt dữ lắm nha, chạy được phao dữ lắm. Này ảnh lùng mà ảnh nhỏ nữa. Nói chị em mà có chiều cao khiêm tốn thì đi xe này thì ok, chống chân vô tư. Nhỏ con thì đi xe này rất là đẹp. Thì bên ngoài còn vài chiếc cúp á, cúp tầm 90, 50, 70 cũng còn, CD cũng còn ha. CD thì 50, CD 125 còn. Đấy, mình gần đường nó ồn quá chịu không nổi, ồn khủng khiếp luôn. Xe quá là xe luôn. CL thì còn chiếc màu đen với chiếc màu đỏ nha. Sau đây thì còn đời 201 với chiếc đời 203. Rồi 125 thì còn 1996. Anh em thì có cần nhu cầu thì cứ alo, chia sẻ lại cho. Cúp cối thì cũng còn, cối còn có 70 màu lông chuột. Thôi cảm ơn em theo dõi kênh và ủng hộ xe bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa. Chúc anh em có ngày cuối tuần tràn đầy sức khỏe và thành công. Đó. Anh em chơi xe cổ sưu tầm thì cứ gọi ha. Máy móc của xe Korea ok. Mình còn mấy chiếc custom 90 rất là đẹp. đời 2000 luôn chứ. Xe đẹp lắm. Anh em sưu tầm xe đó về chơi là ok. Không sơn bắn tốt gì hết. Mà giá thì hơi chát xíu. Đồ có anh em chơi thì cứ gọi điện để